Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo và hết của bài số 1, số gần đúng và sai số. Bây giờ chúng ta tiếp tục học bài mới. Một ba nhỏ là số quy tròn. Số quy tròn là số các em đã biết ở cấp trung học cơ sở. Nội dung của số quy tròn như sau. Nếu chữ số sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5, thì ta thay nó và các chữ số bên phải của nó bởi chữ số 0. Và chúng ta viết lại từ cái hàng quy tròn về bên trái, thì chúng ta được cái số quy tròn đến cái hàng quy tròn được nêu. Bây giờ chỗ này thầy lấy ví dụ lại để các em nhớ cho thầy tí. Ví dụ thầy lấy số là 1, 2, 3, 4, 5, 2. Thì quy tròn đến hàng chục là số 5 này các em này. Thầy sẽ tô đậm cái hàng quy tròn là hàng chục. Thế thì khi này thì các em sẽ làm như sau. Hàng quy tròn hàng chục thì cái số đứng sau cái hàng quy tròn là số 2 này, nó nhỏ hơn 5, thì các em viết lại là số 0. Và cái số được quy tròn đến hàng chục đó là số thầy đang tô màu là 12.345. Dĩ nhiên phải thêm được 0 nữa. Chúng ta viết lại cái số đó như sau. Đây là số 0 các em này. Các em hiểu như vậy. Thì bây giờ các em mới để ý cho thầy này. Cái số quy tròn và cái số này coi như là số đúng đi, thì nó chỉ lệch nhau hai đơn vị, tức là bằng nửa đơn vị của hàng chục. Hàng chục á, là một đơn vị của nó là 10. Mà đây là cái hiệu của số ban đầu và số dưới này là chỉ lệch nhau hai đơn vị. Và người ta quy ước rằng là cái số quy tròn không được vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Hàng quy tròn này là hàng chục. Nửa đơn vị của hàng quy tròn là 5. Thì cái quy tắc hàng quy tròn, các em hiểu cái bản chất của nó là cái số quy tròn không được vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Các em lưu ý điều đó. Và cách quy tròn thầy mới nói các em xong. Bây giờ thầy sang số thập phân. Ví dụ như số là 3, 4, 5, 2, 7, 1, 2, 4, 5. Bây giờ thầy sẽ quy tròn đến hàng phần nghìn, tức là số 4 các em này. Số 2 là hàng phần chục, số 3 là phần trăm, số 4 là phần nghìn, số 5 là hàng phần chục nghìn. Thầy quy tròn đến hàng số 4, thầy tô màu đỏ. Khi quy tròn đến hàng số 4 là hàng nghìn này, thì chúng ta đọc tiếp này. Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên. Làm như trên tức làm sao? Những chữ số nào ở phía sau số 4 thì chúng ta đều điền là số 0, nhưng mà cộng một đơn vị vào chữ số hàng quy tròn. Thế thì ở đây là cái hàng quy tròn là cái số 4 này, thì cái số đằng sau số 4 là số 5 này, chúng ta viết lại số 0. Và vì số 5 này là lớn hơn hoặc bằng 5, trong trường hợp này bằng 5, thì chúng ta cộng một đơn vị vào số 4 này. Thì khi đó chúng ta sẽ được một cái số quy tròn như sau. Chúng ta chỉ viết lại số này là số 0 và số này là số 5 các em này. Thì bây giờ các em lại xét cho thầy cái hiệu hai số này. Nó chỉ lệch nhau nửa đơn vị của hàng quy tròn. Hàng quy tròn của chúng ta là hàng nghìn, thì nửa đơn vị của nó là 5 phần chục nghìn này các em này. Là nửa đơn vị của hàng nghìn. Như vậy thì trong cái quy tắc quy tròn này, các em lưu ý rằng là với quy tắc này
thì cái số quý tròn luôn luôn lệch so với cái số ban đầu, không vượt quá 5 đơn vị, xin lỗi, nửa đơn vị của hàng quý tròn, không vượt quá nửa đơn vị của hàng quý tròn. Đây là điều các em cần phải chú ý để chúng ta quy tròn những cái số cần thiết. Đó là cái quy tắc số quy tròn mà các em đã học ở lớp dưới. Đây bây giờ thầy nói thêm cái chỗ là số quy tròn và cái số ban đầu thì không được vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Như vậy thì các em lưu ý điều này. Vậy thì, nhưng mà trong cái cách viết tập phấn thế này các em này, thì cũng có thể dùng máy tính. Để thầy dùng máy tính, thầy bấm cho các em thầy. Thầy sẽ bấm cái số này nhé. Thầy quy tròn đến hàng số 4 này. Các em quan sát trên máy tính. Thầy nhập là 3, 4, 5, 2, 7. 3, 4, 5, 2, 7. Phẩy 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Bây giờ thầy muốn quy tròn đến hàng có chữ số 4 ở sau phần tập phấn thì thầy phải nhấn vào shift để thầy chọn định dạng số số 3. Trong cái định dạng số này thì các em phần tập phấn định dạng số là các em nhớ fix lên 1. Các em lấy từ 0 đến 9 chữ số ở sau chỗ phẩy. Bây giờ các em lấy có 3 chữ số thôi thì cứ nhập số 3 vào. Bây giờ thầy nhấn này, bằng này. Đó, nó ra cho thầy là số này, các em thấy không? 2, 3, 5. Chỉ nhân số 0 sau này vô nghĩa, chúng ta không viết cũng được. Nhưng mà thầy viết để các em biết. Như vậy là chúng ta hiểu cách làm trên máy tính và cái bản chất của số quy tròn. Bây giờ tiếp tục bài học. Thầy bôi cái này đi. Bây giờ chúng ta làm cái ví dụ thứ hai. Hãy quy tròn số đúng này đến hàng phần trăm. Bây giờ thầy thử bấm trên máy tính cho các em thấy này. Đến hàng phần trăm nha. Đến hàng phần trăm tức là 6,2 chữ số. Thầy thực hiện tính luôn. Xóa vào đây. 1 chia cho 3. Xin lỗi, 4 chia cho 3. Bằng. Chúng ta được 1 chu kỳ 3. Chúng ta nhấn thêm một lần SD nữa. Khi này là quy tròn 3 chữ. Bây giờ thầy muốn quy tròn 2 chữ sau dấu phẩy thì thầy nhấn shift qua 3 nhỏ định dạng số, nhấn số 1. 2 chữ sau dấu phẩy thì chúng ta đánh số 2, chúng ta nhấn bằng, bằng tiếp, bằng tiếp 2 chữ số đấy em, 1,33. Nói thì bấm trên máy tính thì cho nó hoành tráng vậy, nhưng thực chất chúng ta làm cho nó nhanh. Tuy nhiên có những phép tính chúng ta có số trên máy tính thì chúng ta quy tròn ngay trên máy tính, chúng ta không dài gì quy tròn ở ngoài phải không nào, để kết hợp máy tính cho nhanh. Bây giờ hãy quy tròn số đúng này đến hàng phần trăm. Đến hàng phần trăm thì thầy sẽ quy tròn đến hàng phần trăm cho các em như khi này thôi. Bây giờ chúng ta làm bằng tay thì chúng ta làm sao? Số đúng thì viết lại 1 chu kỳ 3. Thì các em muốn làm quy tròn thì các em quy tròn 2 chữ số các em. Chữ số 3 là hàng quy tròn này, thì viết 0,00 để đánh dấu số quy tròn. Thì sau số 3 này các em bỏ đi hết, ghi số 0. Nhưng mà số 3 kê về hàng quy tròn số 3 thứ hai, sau dấu phẩy nhỏ hơn 5 cho nên các em viết lại 1,33 thôi. Như vậy số gần đúng. Mà quy tròn đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy là 1,33. Bây giờ người ta nói là ước lượng sai số tương đối. Thì bây giờ chúng ta phải tìm được cái sai số tuyệt đối để ước lượng đúng nào. Sai số tuyệt đối delta A sẽ bằng A ngang trừ cho 1,33. Bây giờ vấn đề tìm A ngang bằng một số nào, thì đây là vấn đề chúng ta phải quy tròn, chọn một số A ngang thỏa cái quy tắc quy tròn. Thế thì bây giờ thầy nói với các em như thế này. Chúng ta sẽ quy tròn số A ngang này cũng đến chữ số thứ hai sau dấu phẩy. Nhưng mà số quy tròn không được vượt quá một nửa đơn vị
của hàng quý tròn là hàng phần trăm. Thì như vậy cái số 6, số 3 này thì chúng ta nên chọn số lớn hơn nó, mà không vượt quá nửa đơn vị thì chúng ta chọn là 1,334 cũng được, 1,335 cũng được. Tuy nhiên 1,336 là không được, bởi vì nó vượt quá nửa đơn vị rồi. Các em lưu ý được đó, 1,336 cũng được, 1,337 cũng được, 1,338 cũng được, 1,339 cũng được. Mà chỉ có đúng được hai số là 1,334 và 1,335. Bây giờ thầy chọn 1,335, vì 1,334 thì cách làm không khác gì nhau cả. Bây giờ thầy tiếp tục, thầy chọn cái trị tuyệt đối này, thầy sẽ chọn là cái số mà lớn hơn trị tuyệt đối. Thì A ngang thầy chọn là 1,335. Tức là thầy quy tròn số đúng này các em này lớn hơn cái số đúng A ngang này, không vượt quá nửa đơn vị của hàng phần trăm, là chính là số 5 ở hàng phần nghìn này các em, không vượt quá nửa đơn vị. Thì khi đó thầy tiếp tục thầy trừ cho 1,33 thì kết quả chúng ta được là 0,05. Đây chính là cái độ chính xác D này. Nếu các em chọn A ngang là 1,334 thì đến đây các em được 0,004. Thầy sẽ đánh giá nó nhỏ hơn 0,005 và thầy chọn D là 0,005. Như vậy đều đúng hết. Bây giờ ta chọn như thế này để cho nó thỏa cái điều kiện quy tròn này các em. Nói chung cái phần này hơi rắc rối nhưng mà các em hiểu thì nó rất hay. Bây giờ sai số tương đối, delta là chúng ta biết thế này, thì chúng ta phải đánh giá delta bao giờ cũng nhỏ hơn D. Cho nên chúng ta đánh giá tiếp mà phần này đã nói trong lý thuyết sẽ nhỏ hơn, thay delta bởi 0,005. Chúng ta đánh giá có phần trăm. Bây giờ chỗ này chúng ta dùng máy tính để chúng ta bấm. Em quan sát trên màn hình, xóa màn hình, 0,005. Chúng ta nhân với 100 thôi nhé. Nhân 100. Rồi chúng ta chia cho 1,33. Bằng SD. Em thấy là đây là một số hữu tỉ được viết dễ dàng, thập phân có chu kỳ rất dài. Chu kỳ rất dài. Dấu ngoặc tròn ngược lại chưa có. Như vậy là còn dài nữa. Nhưng thôi mình sẽ lấy 0,38 cũng được em. Thôi lấy 0,4 đi. Để nó không vượt quá 0,4. Đó là chúng ta ước lượng sai số. Chúng ta lấy 0,4% các em nhé. 0,4%. Như vậy thì ước lượng sai số tương đối có nghĩa là mình đánh giá cái sai số tương đối nhỏ hơn bao nhiêu phần trăm. Đó gọi là ước lượng. Ước lượng này cũng không khác gì các em muốn cân chúng ta nặng bao nhiêu thì ít nhất chúng ta phải chọn ước lượng cái cân nó phải 60 kg trở lên thì chúng ta mới cân, đúng không? Chứ chúng ta không thể chọn cái ước lượng đó khối lượng của mình mà mình nhảy lên cái cân 20 kg thì làm sao mà cân được. Ước lượng là như vậy thôi. Như vậy là chúng ta kết thúc. Vậy thì từ đây các em thấy này, cái sai số tuyệt đối của cái số quy tròn so với số đúng nó không bao giờ vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Đây là cái điều mà chúng ta sẽ chú ý ở cái phần sau để chúng ta làm bài tập. Đó chính là cái quy tắc số quy tròn mà chúng ta vừa nói ở thông hai cái, thông qua cả cái ví dụ thầy mô tả cho các em ở cái phần mà thầy xóa bên này rồi. Như vậy từ đây chúng ta chú ý là trong cái quy tắc số quy tròn thì khi thay số đúng bởi số quy tròn đến một hàng nào đó thì sai số tuyệt đối của số quy tròn không vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn, thầy mới nói xong. Và ta có thể nói độ chính xác của số quy tròn bằng nửa đơn vị của hàng quy tròn. Đây là ta có thể nói. Chỗ này các em lưu ý một tí. Khi số quy tròn của số đúng A ngang đến một hàng nào đó thì ta nói số gần đúng A ngang nhận được giá trị chính xác đến hàng đó. Ta chỉ nói được thôi. Chúng ta phải công nhận rằng
số A nó được nhận được cái giá trị chính xác đến cái hàng đó. Ví dụ như số pi chính xác đến hàng phần trăm là như thế này, thì mình nói số pi chính xác đến hàng phần trăm thôi, chứ chúng ta không nói là chính xác đến hàng phần nghìn được. Cách nói đó là cách diễn đạt cái số gần đúng thôi. Như vậy giờ chúng ta chú ý điều đó, tiếp tục kém. Bây giờ chúng ta làm cái bài thực hành số 4. Hãy quy tròn số này, bên ngang là số đúng, 5.496 đến hàng chục và ước lượng sai số tương đối. Thì bây giờ cách làm thì chúng ta giải như sau. Số quy tròn đến hàng chục của B là, tại sao là thầy viết 5.500? Kém để ý đi. Quy tròn đến hàng chục, đúng không? Hàng chục là cái chữ số, số 9 này kém này. Thì 6, hàng quy tròn là số 6, lớn hơn số 5, đúng không? Số 6 chúng ta viết lại là số 0 rồi đó, số 0 đầu tiên này. Còn số 9 chúng ta bổ sung một đơn vị vào thì 9 cộng 1 là 10. 10 thì phải thêm, nhớ thêm 1 thì 4 cộng với 1 là 5. Như vậy chúng ta được 5500 là vậy đó. Bây giờ chúng ta tính sai số tuyệt đối để chúng ta tính ước lượng sai số tương đối. Delta B sẽ bằng B ngang, trị tuyệt đối của B ngang trừ B. B ngang với B chúng ta có rồi, chúng ta thay số vào. Nếu B ngang chưa có thì cách làm giống như cái ví dụ lúc nãy. Chúng ta sẽ lấy B ngang lớn hơn, lấy cái số quy tròn lớn hơn B ngang, không được vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn. Như vậy delta B này sẽ bằng cái số trong là 5.496 mà trừ cho 5.500 thì kèm thấy 4 đơn vị này. Kèm thấy cái số quy tròn của mình nhé, 5.500 so với số 5.496 chỉ lệch nhau 4 đơn vị. 4 đơn vị này là chứa được nửa đơn vị của hàng chục. Nửa đơn vị hàng chục phải là số 5. Đấy, nó không được vượt qua là như thế. Chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái số quy tròn như thế thì chúng ta mới hiểu được cái phép toán. Bây giờ chúng ta tính đánh giá cái ước lượng sai số tương đối. Sai số tương đối được tính bởi công thức delta B sẽ bằng delta B nhân 100% chia cho trị tuyệt đối của B. Như vậy đây là chạy ra cho bằng kèm. Vì delta B thì bằng D đây kèm này. Bằng D là độ chính xác 4 của kèm. Thì bằng 4 nhân với 100% trên 5.500. Thì bây giờ chỗ này chúng ta sẽ dùng máy tính. Chúng ta bỏ một thay số 0 ở tử và mẫu đi. Chúng ta có 4.55. Viết cho nó nhanh. Xóa màn hình. 4 chia 55. Được 0.072. Chu kỳ 72 có nghĩa là lặp lại 72. Chúng ta muốn độ chính xác nó lớn hơn thì chúng ta lấy quy tròn. 6 số 2 này là số 7. Cho nên chúng ta bổ sung vào số 2 này là một đơn vị là 0.073%. Thì như vậy là chúng ta đánh giá nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn 0.073%. Đây là ước lượng sai số tương đối. Sai số tương đối nhằm đánh giá lại cái số gần đúng của chúng ta viết, tức là số quy tròn. Để có cái sai số tuyệt đối như thế nào, chính xác hay không chính xác. Tức là sai số tương đối đánh giá lại cái sai số tuyệt đối các em. Để biết được cái độ chính xác của số quy tròn với số đúng ban đầu. Như vậy ở đây là khá chính xác các em. Khá chính xác. Nó quá nhỏ, 0.073% là quá nhỏ. Tiếp tục các em. Bây giờ chúng ta sang một cái mục tiếp theo. Chúng ta cũng đi quy tròn, nhưng mà quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước. Như vậy là chúng ta hình dung này, chúng ta có một số đúng A ngang, rồi chúng ta có một số gần đúng A.
Bây giờ cái số gần đúng A chúng ta lại quy tròn với một độ chính xác đi cho trước. Các em hiểu như thế. Như vậy là quy tròn đấy là không phải quy tròn của số đúng mà quy tròn của số gần đúng. Thì cách làm thì được mô tả bởi công thức sau đây, các em cần phải nhớ để làm. Thì chỗ này chúng ta hiểu cách làm thôi. Các bước xác định số quy tròn của số gần đúng A với độ chính xác đi cho trước. Thì bước 1 thì ta tìm hàng của chữ số khác không đầu tiên bên trái của D. Thì bây giờ thì cái D thầy cho hai cái giá trị D này. Cái D đầu tiên thầy cho là ví dụ như D bằng 500. Cái D thứ hai là thầy cho D bằng 0,006 chẳng hạn như thế. 0,006, 0,004 đi, 0,004. Thế thì các em để ý này, tìm hàng chữ số khác không đầu tiên bên trái của D đối với cái D trên này là số 5. Nhưng mà tìm hàng của chữ số khác không đầu tiên bên trái của D là số 4. Là vì sao các em biết không? Vì sau số 4 này có nhiều chữ số không vô nghĩa, mình không viết nữa. Thì chữ số có nghĩa bên trái là số 4 này. Các em hiểu như thế nha. Rồi, như vậy cái chỗ này chúng ta hiểu rồi. Sau đó chúng ta làm gì? Sau đó chúng ta là quy tròn số A ở hàng gấp 10 lần hàng tìm được ở bước 1. Gấp 10 lần tức là chúng ta, nếu nói phép nhân với 10 thì chúng ta sẽ làm sao các em? Nếu nhân với 10 đối với số nguyên thì chúng ta thêm được không? Đúng không? Nhân số 10 với số thập phân thì chúng ta dời dấu phẩy sang bên phải. Đúng không? Thì bây giờ cái sai số người ta cho trước cố định rồi. Thì tức là mình lại làm ngược lại. Tức là mình chuyển cái hàng quy tròn về phía trước bên trái thêm một chữ số thôi. Thì nó gấp 10 lần như vậy. Các em hiểu thế. Thì bây giờ thầy sẽ mô tả các em qua cái bài thực hành để các em hiểu. Bài thực hành số 5. Hãy biết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau. Đây là cách viết số đúng với độ chính xác là cộng trừ 2000 các em này. Đây là cách viết số đúng với độ chính xác là cộng trừ 0,003. Thì bây giờ trước hết thì chúng ta phải hiểu số gần đúng là số nào trong hai câu AB. Bây giờ chúng ta giải. Đối với câu A thì số gần đúng đó là số A 318.081 và độ chính xác D là bằng 2000. Như vậy là chúng ta thấy thế này, hàng lớn nhất của độ chính xác D là số 2 ở hàng nghìn, đúng không em? 2000 ở hàng nghìn. Cho nên sau đó chúng ta quy tròn ở hàng gấp 10 lần, tức là chúng ta phải quy tròn cái số A này ở hàng bao nhiêu các em? Hàng nghìn thì bây giờ phải qua hàng trăm nghìn, đúng không? Đó, bây giờ thầy viết nó ra như thế để thầy chuẩn bị làm này. Ta biết số quy tròn A ở hàng nào? Hàng chục nghìn chứ phải hàng trăm nghìn. Thầy nói nhầm. Hàng chục nghìn. Bởi vì đây là hàng nghìn thì qua là hàng chục nghìn. Như vậy là chỗ này thầy nói nhầm chỗ này nhá. Thầy nói lại chỗ này đi. Như vậy thì chúng ta sẽ làm tròn cái số A này ở hàng chục nghìn đấy các em. Ở số 1 đấy các em này. Vì gấp 10 lần mà. D này là có số 2 ở hàng nghìn. Thì số A quy tròn ở hàng gấp 10 lần. Hàng nghìn thì gấp 10 lần qua hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn tức là qua số 1 đấy các em này.
thì viết lại cái biểu thức này để tí nữa chúng ta làm quy tròn đến hàng có chữ số 1 đấy. Như vậy ta viết số quy tròn của A ở hàng chục nghìn, hàng số 1. Như vậy bây giờ chúng ta quy tròn theo quy tắc quy tròn thì chúng ta được là gì? Số 8 chúng ta bỏ đi đúng không? Tức là viết 8 trở thành 0. Sau số 8 là sửa lại số 0 hết. Số 8 là 5 thì chúng ta bổ sung vào số 1 này một đơn vị thì chúng ta được 3 2 0 0 0 0. Đó chính là cái số quy tròn thoại của bài toán. Về số quy tròn của A với độ chính xác D là 320.000. Và các em thấy rằng là cái độ chính xác D này này, để chúng ta có một cái số quy tròn này, số quy tròn này so với số đúng nó cũng không được vượt quá nửa đơn vị của hàng nào các em, của hàng chục nghìn này các em trừ đi thì các em sẽ thấy. Như vậy chúng ta đã tìm được cái số quy tròn của cái số gần đúng với độ chính xác để cho trước. Bây giờ tiếp tục sang câu thứ hai. Câu B thì tương tự như vậy, nhưng mà chỉ viết ở dạng thập phân thôi. Số gần đúng của B là 18,0113. Độ chính xác D là 0,003. Chữ số khác không đầu tiên bên trái là số 3. Chúng ta sẽ quy tròn số B này ở hàng gấp 10 lần, tức là ở hàng thứ hai sau chỗ phẩy, là ở hàng phần trăm được em. Hàng lớn nhất của độ chính xác D là số 3 ở hàng phần nghìn. Do đó thì viết lại như thế này cái đã. Ta viết số quy tròn của B ở hàng phần trăm. Tức là bắt đầu chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu làm tròn ở hàng số 1 đấy các em này. Như vậy là chúng ta sẽ bỏ 13 thay 13 bởi số 0 đúng không? Và số 1 nhỏ hơn 5 thì chúng ta viết lại số 1. Số 1. Như vậy chúng ta được là 18,01 thôi. Như vậy là chúng ta kết thúc. Như vậy là các em hiểu cách viết số quy tròn của số gần đúng với độ chính xác cho trước. Như vậy đấy là cái phần có thể nói là mở rộng so với cái cách quy tròn mà chúng ta đã biết đúng không? Bởi vì nó gắn liền với số gần đúng. Như vậy là nó kiến thức nó trải rộng hơn, sâu hơn. Tiếp tục chúng ta qua cái phần tiếp theo. Xác định số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước. Như vậy là đây cũng quy tròn một số. Mà như lúc này chúng ta thường nói là quy tròn một số ở hàng phần chục, phần trăm, phần nghìn, hoặc là hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, thì đến bây giờ chúng ta nói một cách chính xác hơn, đó là xác định số gần đúng, tức là cũng là quy tròn với độ chính xác để cho trước. Như vậy là không khác gì về cái bản chất, mà chỉ khác nhau về cái cách gọi cho nó chính xác thôi các em. Để tìm số gần đúng A của số đúng A ngang thì với độ chính xác D, ta thực hiện các bước như sau. Để tìm số gần đúng A của số đúng A ngang thì ta xác định như sau. Bước thứ nhất này, tìm hàng của chữ số khác không đầu tiên bên trái của D, thì chỗ này chúng ta biết rồi nè. Quy tròn A ngang là quy tròn cái số đúng này em. Đến hàng tìm được ở trên, tức là giống như chúng ta quy tròn bình thường, như quy tắc đầu tiên thôi, không khác gì cả. Bản chất không khác gì, chỉ khác về cái cách gọi cho nó khoa học, đó là độ chính xác cho trước.
Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập thực hành số 6. Hãy xác định số gần đúng của các số 6 với độ chính xác D. Như vậy là quá đơn giản. Độ chính xác của chúng ta là 0,001. Thì chúng ta gắn nó vào đây để chúng ta làm tròn, đúng không? Thì làm tròn cái số đúng này đến hàng tìm được ở trên, tức là hàng tìm được chúng ta đặt vào để chúng ta tìm thôi. Thì bây giờ thầy sẽ làm từ từ cho các em. Câu A. Số gần đúng A của số đúng A ngang. Như vậy với độ chính xác D. Thì chúng ta sẽ đặt cái độ chính xác D phía dưới này các em này. Chúng ta làm tròn đúng ngay cái vị trí số 1 của cái độ chính xác D. Như vậy là sau số 1 chúng ta viết là số 0. Nhưng để ý, số 8 lớn 5 thì chúng ta bổ sung vào số 1 này một đơn vị. Thì khi đó các em được lấy chỗ nào? 1,8182. Như vậy là xong. Như vậy là chúng ta đã quy tròn được số đúng A ngang bởi cái số gần đúng A này. Các em lưu ý rằng trong cách quy tròn này thì cái sai số tuyệt đối cũng không được vượt quá nửa đơn vị của hàng quy tròn, là hàng phần mấy các em? 10, 100 nghìn, hàng phần chục nghìn các em. Như vậy là chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta sang câu B. Số gần đúng B của số đúng B ngang. B ngang chúng ta viết ra như thế này. Máy tính chúng ta bấm được em ạ. Với độ chính xác D là 0,001. Thì cách làm của chúng ta cũng làm như thế. Chúng ta đặt xuống dưới. Chúng ta quy tròn cái A ngang để đến hàng tìm được ở trên. Đến đây này. Như vậy là chúng ta bắt đầu là chữ số bên phải của chữ số 7 là chúng ta ghi 0. Nhưng mà chữ số đầu tiên là 5 thì chúng ta phải bổ sung vào số 7 này một đơn vị. Thì khi đó chúng ta sẽ được là -1,6458. Chúng ta kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trên máy tính này. Để chúng ta biết này, cái bài này là khi làm bài tập thì người ta không bao giờ viết cho các em cái chu kỳ này đâu. Mà người ta cho là quy tròn số 20/11 đến độ chính xác D. Thì chúng ta sử dụng máy tính 20/11. Thầy xóa. Viết dạng này cho dễ. 20/11 bằng, chúng ta nhân SD. Đây là khi này chúng ta làm đổi cái chế độ fit lại. Chúng ta thì là 6 chữ phẩy là mấy chữ số các em? 4 chữ số đúng không? Thì chúng ta nhân xích thúc định dạng số, số 3 phích là số 1. Chúng ta định dạng 4 chữ, chúng ta nhân bằng. Bằng tiếp. Bằng tiếp các em thấy 1,8182. Bây giờ chúng ta nhập cái số tiếp theo này. Bởi vì trong cái đề bài của chúng ta thì người ta không cho các em cái kết quả ở bên phải như ở trên bản màn hình đâu. Bây giờ thì nhập là 1 trừ căn bằng 2 của 7. Xóa màn hình. 1 trừ căn bằng 2 của 7. Bằng không được, phải lên SD. Khi này chúng ta dừng lại ở mấy chữ số các em? 4 chữ số, đây có đúng 4 chữ số không? Thì nó cho ta là -1,6458 này. Như vậy các em thấy rằng đối với những cái số mà chúng ta chuyển về số thập phân thì số thập phân nó có hai kiểu, một là số thập phân hữu hạn, hai là số thập phân vô hạn tuần hoàn, thì buộc chúng ta phải sử dụng máy tính. Đặc biệt là số vô tỷ được biểu diễn thập phân là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Cho nên sử dụng máy tính để chúng ta tính khi nào cũng chính xác hơn, đúng không? Nhiều khi chúng ta nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tính tay nhiều khi nó cũng nhầm lẫn. Đặc biệt là trong những phép tính vừa có cộng trừ nhân chia, rồi chúng ta làm tròn ngay trên máy tính thì nó nhanh hơn. Chẳng nhẽ chúng ta bấm máy tính xong rồi chúng ta làm tròn bằng tay thì quá vô lý, đúng không?
Thì như vậy bài học hôm nay đã kết thúc rồi các em. Các em lưu ý cho thầy hai vấn đề. Tức là số quy tròn thì cái sai số tuyệt đối của số quy tròn không được vượt qua nửa đơn vị của hàng quy tròn. Cái điều thứ hai là khi chúng ta quy tròn theo ba cái ngôn ngữ. Một là quy tròn một số ở hàng nào thì cách đó chúng ta đã biết rồi. Cái ngôn ngữ thứ hai đó là quy tròn số đúng hoặc là quy tròn số gần đúng cho phân biệt rõ ràng để chúng ta quy tròn cho đúng. Đọc cái đề lên như chúng ta nói là quy tròn số đó là số gần đúng hay là số đúng với độ chính xác để cho trước để chúng ta biết cách sử dụng hai cái quy tắc để chúng ta làm. Thì các em mà không phân biệt được là quy tròn số đúng hoặc là quy tròn số gần đúng thì các em sẽ là thầy chúng ta sẽ sai ngay. Tóm lại là thầy chỉ rút lại cho em như thế này này. Quy tròn của một số đến hàng thứ mấy và quy tròn một số đúng với độ chính xác để cho trước là như nhau. Tức là làm tròn đến cái hàng thứ độ chính xác để cho trước. Còn nếu quy tròn một số gần đúng với độ chính xác để cho trước thì chắc chắn các em phải làm tròn ở số bên trái của cái độ chính xác D một chữ số mà như lúc nãy thầy đặt cho các em để các em biết, tức là gấp 10 lần của cái số xác định với độ chính xác D đó các em. Như vậy thì bài học hôm nay kết thúc. Hôm sau chúng ta lại tiếp tục sửa cái bài tập của bài số 1. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để chúng ta theo dõi bài học. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.